Cửa hàng Hoa Lan Di Phong xin chào quý anh chị và cô bác yêu thích của Lan. Video lần này em xin được thông báo đến anh chị là hiện tại đã có hàng ngọc điểm Thái chơi Tết năm nay anh chị ha. Đầu tiên là ngọc điểm trồng chậu nhựa giá 170.000 với các màu như là màu trắng, màu đỏ và đỏ đớm. Cây từ 3 tới 4 cặp lá anh chị ha, cây cứng cáp, lá đẹp. Nếu mà chăm sóc tốt thì Tết 2019 này sẽ cho hoa có mùi thơm vô cùng quyến rũ anh chị. Em xin chào tất cả bác anh chị yêu thích của Lan. Thì trong video lần này thì em xin được phép giới thiệu tới anh chị là một dòng mà ngọc điểm hay còn gọi là nghinh xuân ha anh chị ha, một số nơi gọi còn gọi là đa châu á, thì cây nó đang phát triển rất là tốt và cái đợt hàng này về lá nó cứng cáp hơn, với lại là cái chậu của nó anh chị thì nó cũng cái bộ gốc của nó, bộ đế của nó thì cũng vững vàng hơn, giúp cho quá trình vận chuyển đi xa nó khó, nó cũng phần nào để yên tâm hơn về anh chị đem về trồng lại anh chị ha. Thì cái cây nó một số cây anh chị đợt này so với đợt trước á, thì anh chị nhận hàng về là không có miếng gỗ ở trong, hay ở đây thì nó có miếng gỗ sẵn dưới cái gốc này anh chị, và nó giữ cái bộ đế á, của cái cây phát triển mạnh hơn. Về anh chị có thể trồng lại vào chậu vuông giống như lúc trước em có hướng dẫn tới anh chị á, thì đang phát triển rất tốt, lá cứng cáp, bộ gốc đế là phát triển rất tốt, cây đang phát triển, cái thân của nó là khoảng 3-4 cặp lá anh chị ha, và Tết này có thể cho ra hoa anh chị. Và ngay sau đây em mời anh chị cùng theo dõi những hình ảnh mà trong đợt hàng ngọc điểm lần này về anh chị ha. Cái thân của nó từ ở đây lên chỗ này á, là khoảng 5-6 xăng anh chị, từ 5 tới 7 xăng và đang phát triển rất tốt. Lá xanh mượt anh chị ha, và Tết này có thể cho hoa. Thì ở đây là có cây màu trắng nè, cây màu đỏ nè anh chị, và đủ màu, hầu như là đủ màu đợt này anh chị ha. Rễ nó đang phát triển rất tốt và cây cứng cáp nè, để em lắc cái chậu anh chị. Hầu như là nó khó ấy ra hết anh chị ha. Tại vì bộ rễ nó cứng ở đây rồi. So với đợt trước thì cái đợt này nó trồng cứng cáp rễ hơn, thì anh về anh chị có thể là để nguyên về trồng luôn thì nó sẽ cũng sẽ phát triển rất là tốt anh chị ha. Thì rất mong anh chị ủng hộ video em trong video lần này. Về số điện thoại là 094 707 4048 hoặc là 0938 28 7972 anh chị ha. Cùng với đó là hàng ngọc điểm lá mít đã trồng trong chậu gỗ, chuẩn màu hoa là hồng sen tươi anh chị ha, màu hồng tươi anh chị. Đây là hàng Thái Lan trồng thuần tại Việt Nam, cây khỏe mạnh, hoa cho màu hồng sáng tuyệt đẹp, cây có giá trị sưu tầm cao, được nhiều người ưa thích. Cây bán đã trồng sẵn trong chậu gỗ anh chị, từ 4 tới 5 cặp lá là khoảng từ 8 tới 10 lá anh chị. Vì đây là cây lá mít nên rất to và lá của nó khít nhau trên thân, cây cứng cáp, giá bán mỗi chậu là có giá là 600.000 đồng anh chị ha. Vì đây là màu hồng tươi anh chị, em đảm bảo màu hoa và đã trồng sẵn trong chậu gỗ anh chị, và cây nó cũng đã lớn rồi, 2 năm mấy tuổi, và Tết này chắc chắn nó sẽ cho hoa nên giá đó là giá 600.000 anh chị ha. Thì cây lớn thì đủ tuổi ra hoa, hoa đảm bảo màu anh chị. Mọi chi tiết anh chị có thể liên hệ về hai số hotline bên em là 094 707 4048 hoặc là 0938 28 7972. Anh chị mọi thắc mắc thì anh chị có thể điện vào hoặc có thể tham khảo thêm một số mặt hàng khác tại kênh YouTube Di Phong hoặc website cửa hàng difong.com nha anh chị ha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh chị những video lần sau ạ.